Ok, chào anh em nha. Đố anh em cái hộp này là cái gì nha. Này là của hãng Extreme Ray nè. Đó. Hôm nay á, mình sẽ unbox cái hộp này cho anh em xem nha. Cái hộp này á, nó chứa một cái vỏ của cái tay cầm và một cái thân máy của Nintendo Switch. Và đố anh em nó là của Switch gì nha. Đó. Cái này mình đã bóc hộp rồi nha anh em, mà mình chưa mở ra kiểm tra, mình chỉ mở ra để mình coi có gì trống thôi. Và bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem có trong đây có gì nha. Bên mình cũng có đặt những cái vỏ của Nintendo Switch đó anh em. Switch Lite hay OLED hay là Switch V2 luôn. Anh em nào mà có nhu cầu á thì hãy liên hệ với bên mình nha. Nếu anh em thấy những video của mình hay á, thì hãy cho mình một nút like nha anh em. Và một cái nút đăng ký nếu anh em chưa đăng ký. Rồi, mình sẽ mở ra nha. Đó. Tên tên. Đây là vỏ gì đây? Một cái vỏ của Nintendo Switch V2 hoặc V1 nha anh em. Nè anh em thấy cái mẫu này không? Đố anh em cái mẫu này là mẫu gì nha. Đó. Cái mẫu này á là mình sẽ để cái tên ở dưới cái phần comment á cho anh em biết nha. Rồi mình sẽ không bật mí trong video này và mình chỉ review cái sản phẩm này thôi nha. Đó anh em coi nè, đẹp nha. À, anh em thấy cái logo của thằng Xtream không? Đây nè. Đó, cái vỏ này hình như nó phủ cái lớp mà dạng mờ mờ đó anh em. Rồi, ở đây trong đây thì có gì? Thì đây có cái vỏ nè, ở dưới đây thì mình sẽ có cái tay cầm nha. Rồi, mình bỏ này qua bên. Ở đây mình sẽ có một cặp tay cầm Joy-Con. Và đây là gì? Đây là những cái nút của thằng tay cầm của Joy-Con này anh em. Đây có một nút màu. Và cái chỗ này á, là nó cho anh em mấy cái lưới để dán phía sau lưng nè. Nó cho mình luôn những cái con ốc nha. Rồi những cái đầu vít luôn. Để mình muốn tự thay mình sẽ thay. Rồi nó cho mình kèm những cái mà lò xo nè, những con ốc lưng nè. Nói chung là cho đầy đủ hết, không có thiếu gì hết nha. Rồi đây là cái vít đây. Rồi cái đó nó là mình sẽ bóc cái Joy-Con này ra coi thử nè. Ok, đây đây sao con này bên phải nè anh em. Để mình cho anh em coi bên phải trước đi. Rồi sẽ coi bên trái sau. Đó, chất lượng vỏ rất ok nha. Đó. Rồi, cái này là bên trái nè. Đó. Em thấy không? Đẹp nha. Đây. Rồi. Đây là cái cặp sơ con của nó nè. Rồi. Mình sẽ để lại cái vị trí cũ cho nó nha. Rồi, mình đã hoàn thành bóc hộp cái vỏ của Nintendo Switch V2 rồi nha anh em. Và anh em muốn đặt đặt những cái vỏ này á thì hãy liên hệ với bên mình nha. Có cái số Zalo ở bên dưới nè. Có số điện thoại hoặc số Zalo. Hoặc anh em có thể nhắn tin dưới cái comment của mình. Mình sẽ inbox cho anh em và đưa những cái mẫu mà anh em muốn á, mình sẽ đặt về. Rồi cảm ơn anh em nha.
Chúc anh em thành công. Và đừng quên đó là bấm cho mình một nút like và một nút đăng ký nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.